Và đây sẽ là bé Acacia thứ tư của tôi, phối màu quả bơ nha. Ai mà ngại là phối màu không đẹp thì mình cứ chọn một màu thôi, đậm nhạt khác nhau là được. Tất nhiên là xanh sẽ chọn màu xanh lá cây rồi. Tông Việt Nam thì được cái là có hơn 100 màu lẫn tha hồ mà phối luôn. Cô tông Việt Nam lên túi thì vẫn là phong mềm nha mọi người. Mà với những cái mũi mà khít như thế này thì mình không có cần phải lót đâu. Mọi người mà móc chặt tay một xíu là nó chặt cứng ngắc luôn á, nó sẽ ít bị giãn lắm. San đã post đầy đủ hướng dẫn trên kênh Ether San Bo Crochet rồi nha. Bạn nào muốn làm thử thì có thể lên đó xem ủng hộ San nhé. Túi này thật ra dễ lắm mọi người, có vài cái mũi thôi à. Nhưng mà do cái cách mình phối màu sao á thì nó sẽ cho ra cái túi đẹp và theo cái phong cách của mình. Bạn nào làm xong rồi á thì có post trên gì á thì nhớ tag tôi vô cho tôi coi thành phẩm của mọi người nha. Chứ tôi đam mê phối màu mấy cái túi này ghê luôn á. Hello, hôm nay San lên sóng chiếc túi hoa nổi phiên bản Blackpink đen hồng nha. Nghe danh đã lâu rồi nay mới được thử, đúng là móc cái sợi màu đen là muốn mù con mắt luôn á mọi người. Mọi người thấy cái phối màu này sao? Nền hồng hay nền xanh lá như thế này thì xinh hơn. Hoa này San móc bằng sợi Susan 5, còn đây là sợi Miu Max xanh loang á. Trời, cái màu cầu vồng nhìn cưng dễ sợ luôn ha. Cái sợi Miu Max xanh, cái sợi nó cứng cáp hơn là sợi Susan đó nha. Ra thì San cảm thấy là móc cái hoa này bằng cái sợi bông bông như thế này thì nó không hợp lắm, tại vì cái cánh hoa nó không có được cứng cáp, nó không có được đứng dáng á. Nhưng mà cũng tùy, có bạn thì bạn đó thích là cái sợi bông, sợi nhẹ kiểu như mềm mại á. Mà riêng San thì San thích là cái túi cái sợi nó cứng cáp hơn, nên chắc là lần sau San sẽ thử một cái loại sợi khác cho cái loại túi này. Bây giờ thì mọi người ngắm thành phẩm em nó nha. Cái màu hồng này nhìn như là những cánh hoa đào ấy nhỉ. Hello, hôm nay lại làm bảng màu với San nha. Hôm nay San sẽ làm sợi Susan 5 á. Cảm ơn mấy bạn đã khen San phối màu đẹp. Khoái khoái. Cái bảng màu này là San đang chuẩn bị phối cho một cái món mà San sắp làm sắp tới. Mọi người follow đón xem là San sẽ làm gì nha. Như thường lệ thì San thích phối những cái màu tông thiên nhiên như là nâu, kem, xanh lá nè, là những cái màu mà San hay mặc á, hay dùng. Với nó cũng rất là dễ phối nữa, cũng khó bị xấu, khó bị quệ á. Nhưng mà bên cạnh những cái tông màu và bảng màu San yêu thích thì San cũng rất là tò mò và thích được phối những cái màu lạ lạ khác. Có khi tôi cũng bóc ngẫu nhiên ra phối đại á, xong coi chờ kết quả nó ra làm sao. Có khi thì cũng thành công, có khi cũng fail nhìn thấy ghê. Nhưng mà rất là vui khi mà được thử nghiệm nhiều bảng màu sắc với nhau. Ai có sở thích phối màu giống như San không? Alo, hôm nay làm những bông hoa nổi với San nha. Không biết mọi người thấy làm sao chứ San thấy màu sắc rất là quan trọng khi mà mình làm sản phẩm luôn. Đôi khi thì người ta đâu có để ý tới kỹ thuật hay là kiểu dáng quá nhiều đâu. Nhìn bằng mắt thường đập vô một cái thấy màu sắc bắt mắt là đã thích rồi đúng không? Cái việc phối hợp màu sắc á, nó cũng phản ánh rất nhiều cái phong cách với lại cái khiếu thẩm mỹ của người làm hoặc là người dùng nó nữa. Anh là San tìm rất là nhiều cách để có thể quản lý cái những cái bảng màu của mình. Làm những cái miếng swatch nè, quấn vô những cái kẹp gỗ nè, trời nhiều lắm. Nhưng mà San thấy cái cách này là hay nhất, đó là mình làm những cái miếng thẻ như vậy nè. Vừa có thể tận dụng làm đạo cụ chụp hình, vừa lưu giữ lại cái bảng màu luôn. Nào mà thắc mắc là San phối màu gì thì San sẽ chỉ cần gửi hình cho bạn đó xem là xong. Cần thêm chút màu đậm nữa cho nổi bật ha. Mua sợi rồi về làm tiếp. Mí là San đang làm mẫu thử để ra video hướng dẫn đó. Mọi người nhớ follow San để xem nha. Alo, hôm nay tiếp tục làm mấy cái ô hoa nổi rồi locking với tôi nha. Hôm nay thì tôi quyết định là sẽ thêm một cái màu xanh nhạt với lại một cái màu nâu đỏ đậm để làm điểm nhấn. Rồi từ từ để móc xong rồi tôi sẽ chỉ cho mọi người xem cái miếng xốp với lại cái miếng vải mà tôi dùng để locking nha. Vừa rẻ vừa tiện mà vừa dễ mua nữa. Đây, đây là cái thảm xốp để lót sàn á. Nó có vân gỗ cũng đẹp lắm. Đây tôi mua là 60x60cm á. Nhìn coi cái cánh hoa đẹp không nè. Nó không có còn bị quắn quắn cụp cụp nữa. Khi mà mình blocking thì San sẽ phải chồng 3 miếng lên như thế này thì nó mới đủ dày để mình ghim cái kim vô. San sẽ dùng cái miếng chải bàn mà không thấm nước này nè để mình xịt lên á cho nó nhanh khô. Với nó có cái đường kẻ sẵn á, mình dễ đo kích thước. San thường sẽ để nó khô tự nhiên qua đêm luôn. Thì trong lúc đợi khô thì San
anh sẽ làm một cái màu mới để làm hướng dẫn cho mọi người. Vậy thôi, nhớ đón xem mọi người nha. Công nhận tôi giỏi thiệt, mà là giỏi tiêu tiền á. Gia sản là tích cóp lại được cái mớ len sợi á. Mốt gia tài để lại cho con cháu có nhiêu đây thôi đó. À không phải nhiêu đây không đâu, tôi còn sưu tập nhiều nữa. Rồi vô chủ đề chính ngày hôm nay là tôi sẽ unblocking mấy cái miếng này. Ta unboxing, còn cái tuổi đang bóc thì unblocking. Rồi thu hoạch được một rừng hoa rồi nè. Này cỡ 30x35 thì cỡ 18 miếng ha. Càng nhiều màu xếp vị trí càng đau đầu. Làm ít màu thôi, đừng có ngựa làm mà nhiều màu như tôi, xếp mệt lắm á. Bây giờ ghép tụi nó lại với nhau thì tôi vẫn trung thành với cái mũi matrix stick này thôi, tại vì nó vừa dễ vừa nhanh, mà lỡ có làm sai thì tháo ra cũng rất là dễ luôn. Mà cái đường nối của nó là những cái mũi bính luôn á, nên nhìn cũng rất là đẹp. Rất là ghét cái công đoạn may dây túi vô cái thân túi á, nên là đợt này tôi sẽ móc cái dây dính vô cái thân luôn. Ta-da, thành phẩm đây rồi, xin không mọi người. Cái này cũng khá to, khoảng tầm 30x35cm á. Ai thích thì nhớ follow tôi nha, và follow cả cái y tờ của tôi nữa để tôi ra hướng dẫn nhanh hơn nè. Hello, hôm nay tôi đang quay hướng dẫn nè. Có nhiều bạn hỏi là trải cái này ra để làm gì, xong rồi mua mấy cái miếng xốp này đâu. Thì đây tôi sẽ cho mọi người xem sự khác biệt khi mình làm và không làm nha. Cái trên là trước khi mình blocking nè, còn cái dưới là sau khi blocking. Khác biệt rất rõ ràng luôn đúng không? Ở dưới thì cái miếng nó sẽ vuông hơn và nó sẽ đều cạnh với nhau hơn. Mình ghép á, thì những cái góc nó không có bị dúm gió lại với nhau. Trong cái túi mà Sanh quay hướng dẫn này thì Sanh dùng ít màu hơn để mọi người mua được tiết kiệm hơn, mà ít màu vậy nhìn cũng rất là xinh đúng không? Bạn nào móc lâu thì chắc là biết blocking rồi, còn chưa thì mình có thể thử ha. Và mua ở đây nè, mọi người vào trang bio của Sanh và vô cái link đó. Rồi ở trên cái thanh tìm kiếm á, thì mọi người đánh cái chữ shop vô ha. Rồi nó sẽ hiện ra ba cái mẫu như thế này. Có thể lựa là 60x60 vân gỗ. Em muốn nhỏ nhắn gọn gàng hơn thì mua 45x45 cũng được. Dưới là màu thôi, không có vân gỗ ha. Nhiều khi chỉ cần một bước đơn giản mà sản phẩm mình đẹp hơn thì tại sao không thử. Hello, hôm nay tôi lại làm túi. Chắc nhiều bà thắc mắc sao không thấy bà ra hướng dẫn mà thấy bà làm túi hoài. Trời ơi, thấy người ta ra video hướng dẫn đều đều chứ tôi sao á. Tôi phải làm đi làm lại 2-3 lần á thì tôi mới chắc chắn để tôi quay video mấy bà ơi. Kiểu như quay video cực lắm mọi người, mà muốn bổ sung cái gì cũng khó á. Nên là tôi ráng là tôi làm một lần luôn cho nó đầy đủ chi tiết. Thôi mấy bà chịu khó đợi tôi nha. Trong lúc đó thì mình ngắm các phiên bản túi khác của tôi để có gì thêm phần gợi ý phối màu sau này ha. Dây túi này thì tôi sẽ làm cái kiểu mà dây dọc á, nên là nó cũng sẽ đỡ giãn hơn bình thường. Phần ra video lâu là ham chơi. Trời ơi, bị lũ bạn dụ dỗ đi chơi boy game mọi người ơi. Nay chơi trò bố già nè, vui muốn xỉu luôn, không muốn về luôn. Giờ coi thành quả cái túi ngày hôm nay nha. Ta da. Sự là cái kiểu túi này mỗi lần phối màu khác là lại ra một cái vibe khác nhau luôn á. Túi này Sanh chưa lót đâu, bạn nào mua thì cứ báo Sanh, Sanh sẽ tặng luôn lót nha. Hello, hôm nay tôi đã vượt lùi thành công và đã hoàn thành cái hướng dẫn chiếc túi này rồi nè. Túi này thì không có khó đâu nha, mấy bạn mới làm thì vẫn có thể móc được. Nhưng mà quan trọng là mình phải biết các mũi cơ bản rồi nha. Trong video, Sanh không có hướng dẫn lại các mũi cơ bản đâu. Nên bạn nào mà không thuộc mũi cơ bản thì sẽ thấy là video đi nhanh. Còn đã thuộc hết các mũi cơ bản thì dễ ẩn ợt luôn. Mấy cái túi này á, trong hướng dẫn thì Sanh làm bằng sợi Susan 5 thì dễ để các bạn tập móc á. Còn ngoài ra thì mình có thể sử dụng các loại khác thì Sanh cũng có gợi ý trong video hướng dẫn luôn rồi. Cái sợi này thì nhìn bong bong đẹp đó, nhưng mà nó sẽ giãn ha, nên là mình cần phải lót. Đang nghiên cứu cái cách nào mà lót nó tự làm á, đơn giản tại nhà, rồi tôi sẽ chỉ cho mọi người. Nói thiệt là cũng hơi lười cái vụ đó, chứ tôi đem ra tiệm tôi lót không à. Xong nhiệm vụ rồi nha, mỗi lần làm xong một cái hướng dẫn là trời ơi, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Mọi người follow Sanh để xem Sanh móc gì tiếp theo nha. Hello, hôm nay Sanh làm một chiếc túi theo yêu cầu của bạn khách. Cái túi Alquin này thì Sanh đã có hướng dẫn trên y tờ Sanh Bo Rocher rồi ha. Có mấy bạn hỏi là Sanh có bán sản phẩm không thì có chứ. Một là Sanh sẽ nhận đặt hàng của các bạn phối màu theo ý của mọi người. Hiện tại thì Sanh chỉ nhận đặt mẫu mà Sanh đã từng làm và phối lại màu khác thôi. Chứ Sanh không có thời gian nhận mấy cái mẫu mới theo yêu cầu.
Cái phối màu tông nâu trầm này Jan cũng rất là thích luôn. Còn hai nữa thì Jan thường sẽ bán những cái mẫu sample mẫu á, những mẫu túi mà Jan làm hướng dẫn nè, hoặc là phối màu khám phá đồ á, thì Jan sẽ bán lại giá rất là rẻ, rẻ hơn một nửa luôn. Bạn nào quan tâm thì có thể ghé qua sàn cam của Jan hoặc là cái tờ shop này nè. Còn không nữa thì học móc len đi mọi người. Học móc len thì mình sẽ đỡ tốn tiền, mà lúc nào mình cũng có đồ mới để xài. Thích cái gì quẩy kim một ngày thôi là xong.